Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần rất quan trọng là cái việc xác định chi phí chung trong thông tư 06 năm 2016 mới của Bộ Xây dựng. Tại sao lại phải có một cái video hướng dẫn về chi phí chung? Trong khi đó có thể một số người vẫn nghĩ rằng là cái chi phí chung ấy nó có gì quan trọng đâu, ví dụ với công trình xây dựng dân dụng là 6,5%, với công trình giao thông chẳng hạn thì 5,5% chẳng hạn, như là thông tư 04 năm 2010 cũ mà Bộ Xây dựng ban hành. Điều đó thì không đúng nữa. Vì là trong thông tư 06 năm 2016 mới, Bộ Xây dựng hướng dẫn thì các cái công trình mà trên 15 tỷ thì cái chi phí chung là phải nội suy. Và cái nội suy của nó cũng khá là phức tạp. Đấy, do đó chúng tôi làm một cái video riêng để hướng dẫn về cái chi phí chung, bao gồm các chủ đề như sau. Thứ nhất là chi phí chung nó là cái gì. Thứ hai là phương pháp xác định tỷ lệ phần trăm chi phí chung dựa theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng đầu tư đã được phê duyệt. Cái thứ ba là áp dụng cái việc tính toán chi phí chung đó, xác định cái tỷ lệ phần trăm chi phí chung đó trong phần mềm dự toán G8 như thế nào. Và cũng như thường lệ thì chúng tôi sẽ phải quay trở lại cái thông tư số 06 năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành. Vâng, trên màn hình các bạn đang là thông tư số 06/2016 ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2016 do Bộ Xây dựng là cơ quan ban hành. Và thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2016. Thì chi phí chung thì đó là đơn giản, hiểu một cách đơn giản là nó là cái chi phí mà dành cho đơn vị nhà thầu, đơn vị thi công xây lắp trong việc là quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của họ. Đó. Và chi phí chung được tính toán như thế nào? Bây giờ chúng ta dở ở cái bảng phụ lục của Bộ Xây dựng về hướng dẫn cái chi phí chung. Phụ lục số 2 là phương pháp xác định dự toán chi phí dựng. Đấy. Thì ở đây là Bộ Xây dựng hướng dẫn cái việc tính chi phí dựng. Và trong khi đó chi phí dựng này lại được hướng dẫn ở bảng phụ lục số 3 như sau. Phụ lục 3 là phương pháp xác định chi phí xây dựng. Trong phụ lục số 3 thì có một bảng đầu tiên là bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng. Thì chi phí chung được xác định như sau. Là chi phí chung được xác định bằng cái chi phí xây dựng, vật liệu, chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công, sau đó thì nhân một cái tỷ lệ phần trăm. Vâng, cái chi phí trực tiếp là vật liệu công máy ở đây T thì chúng ta biết rõ rồi, nhưng mà cái tỷ lệ phần trăm này thì nó không giống như ngày xưa nữa, là bây giờ chúng ta phải nội suy. Với những công trình mà trên 15 tỷ là chúng ta phải nội suy. Đó, đây là bảng 3.1. Một bảng nữa thì Bộ Xây dựng cũng hướng dẫn là bảng số 3.6 như sau. Cũng là tổng hợp dự toán chi phí dựng nhưng mà tính theo cái bảng tổng hợp vật liệu, nhân công và máy. Trong đó vật liệu công máy là tính trực tiếp từ bảng tổng hợp vật tư, vật liệu công máy ra. Thì chi phí chung cũng vẫn là tính theo là trực tiếp phí là T gồm có vật liệu công máy đó nhân với cái tỷ lệ phần trăm. Và tỷ lệ phần trăm này là được nội suy. Nếu như mà công trình đó là lớn hơn 15 tỷ là phải nội suy. Đấy, tùy theo là công trình dân dụng hay là công trình giao thông hay công trình nông nghiệp phát triển nông thôn hay là công trình hạ tầng kỹ thuật vân vân thì chúng ta phải nội suy. Bây giờ nội suy cái tỷ lệ này thì Bộ Xây dựng hướng dẫn là ở bảng 3.7 là định mức tỷ lệ phần trăm chi phí chung. Ví dụ công trình dân dụng chẳng hạn thì cứ 15 tỷ đổ lại thì nó là 6,5%, nhưng mà trên 15 tỷ thì chúng ta phải nội suy. Tôi lấy ví dụ nó là 67,5 tỷ thì chúng ta phải nội suy giữa hai con số là 15 tỷ và 100 tỷ, có nghĩa là chúng ta phải nội suy giữa 6,5% và 6%. Công trình dân dụng thì là dòng này, công trình công nghiệp thì lại tỷ lệ khác, công trình giao thông tỷ lệ khác, nông nghiệp phát triển nông thôn tỷ lệ khác và hạ tầng kỹ thuật một tỷ lệ khác. Do đó là chúng ta phải nội suy dựa theo cái nhóm công trình ở đây. Ngoài ra thì đây là cái nội suy dựa trên chi phí dựng trước thuế. Là thế còn có những cái nhóm công trình khác thì chúng ta phải nội suy dựa trên là chi phí nhân công. Đấy, chúng ta ví dụ như công trình là duy tu sửa chữa đường bộ đường sắt
đường thủy nội địa, hệ thống báo hiệu hàng hải và đường thủy nội địa, thì chúng ta phải nội suy dựa trên chi phí nhân công trong chi trực tiếp. Đấy, ví dụ như là 15 tỷ đổ lại thì 66% cho công tác duy tu đường bộ. Đấy, 15 tỷ, à, 100 tỷ, nhỏ hơn 100 tỷ thì nó là 60%. Nhưng nếu nó là 43 tỷ thì chúng ta phải nội suy giữa 66% và 60% ở đây. Đấy, hoặc là công tác đào đắp, công tác đào đắp đất, công trình thủy lợi hay gọi là công trình nước phát triển nông thôn để bằng thủ công thì chúng ta được là 51% đối với công trình 15 tỷ trở xuống, 45% trên chi phí nhân công đối với công trình từ 100 tỷ trở xuống, và nếu công trình ở giữa giữa, ví dụ 83 tỷ thì chúng ta phải nội suy giữa 51% và 45%, vân vân. Hoặc các công trình khác như là công tác lắp đặt thiết bị công nghệ trong công trình xây dựng, công tác lắp xây lắp đường dây, thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây, trạm biến áp, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu xây dựng thì chúng ta dựa trên là 65% hoặc là 59% hoặc là 55% tùy theo cái chi phí nhân công là bao nhiêu. Đấy, và nếu nó là những cái con số ở giữa chúng ta phải nội suy giữa các tỷ lệ phần trăm như thế này. Đó. Nói tóm lại là chi phí chung bây giờ là không còn là cố định nữa. Đấy, trừ khi nếu nó dưới 15 tỷ trở xuống thì chúng ta còn cố định. Chứ còn nếu mà trên 15 tỷ thì chúng ta phải là nội suy giữa các cái con số như thế này. Vấn đề ở đây là Bộ Xây dựng hướng dẫn là chi phí xây dựng, chi phí chung được nội suy dựa trên chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án đã được phê duyệt. Thế bây giờ chúng ta phải xem là chi phí xây dựng trước thuế nó là cái gì. Thì bây giờ chúng ta dở lại cái bảng phụ lục số 2 để chúng ta xem chi phí xây dựng là gì. Phụ lục số 2, Bộ Xây dựng hướng dẫn về dự toán xây dựng công trình, chi phí xây dựng công trình bằng là chi phí xây dựng cộng chi phí thiết bị cộng quản lý dự án cộng tư vấn cộng chi phí xây dựng khác và chi phí dự phòng. Đấy. Thì như vậy là cái mà chúng ta quan tâm là để tính chi phí chung là dựa trên chi phí xây dựng trước thuế, chính là cái GXD này. Vậy chúng ta xem là câu hỏi đặt ra là gì? Là vậy cái chi phí dựng này nó có bao gồm cái một số các chi phí như sau. Thứ nhất là xây dựng lán trại tạm hay không. Thứ hai là công tác không xác định được khối lượng thiết kế hay không. Và cái thứ ba là chi phí hạng mục chung còn lại hay không. Thì câu trả lời là không. Vì các cái chi phí đó nó nằm ở trong chi phí GK, tức là chi phí khác ở đây. Vâng, bây giờ chúng ta xem là cái GK nó là cái gì. Đây, chúng ta xem. Đây. GK là chi phí khác, gồm có chi phí hạng mục chung ở trong đó. CHMC, chi phí hạng mục chung. Trong đó chi phí hạng mục chung lại bao gồm có chi phí xây dựng lán trại tạm, chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế. Đấy, cộng với cả 10% VAT, cộng với cả chi phí khác. Chi phí hạng mục chung còn lại. Đấy. Và chúng ta xem hạng mục chung còn lại là cái gì. Hạng mục chung còn lại ví dụ như là di chuyển máy móc thiết bị và lực lượng lao động đến và đi khỏi công trường, rồi là chi phí đảm bảo an toàn giao thông, chi phí hoàn trả mặt bằng, chi phí kho bãi chứa vật liệu, rồi nhà xây nhà tạm để mà bao che cho máy nền móng, rồi là các cái chạm trộn bê tông xi măng bê tông nhựa, cần trục, rồi là cần cầu tháp, rồi là một số loại máy thiết bị khác, và được xác định bằng cách lập dự toán. Thế như vậy là cái chi phí hạng mục chung còn lại bao gồm những thứ như thế này trong mục CK đây. Rồi chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế, rồi là chi phí lán trại nhà tạm, nó nằm ở trong chi phí hạng mục chung, mà hạng mục chung lại nằm ở trong chi phí khác chứ không phải là chi phí dựng. Do đó chốt lại thì là chúng ta không được phép là lấy cái chi phí lán trại tạm, chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế, chi phí hạng mục chung còn lại để mà đưa vào cộng với cả chi phí dựng để mà tính được cái chi phí để nội suy cái phần trăm của chi phí chung là không được. Đấy, do đó là chúng ta chỉ lấy cái chi phí xây dựng của cái công trình chính của dự án hoặc của công trình ấy mà thôi. Rồi, như vậy là chúng ta đã làm rõ vấn đề là chi phí dựng là cái gì để mà dùng để tính tỷ lệ phần trăm chi phí chung. Bây giờ tôi quay trở lại cái bảng 3.7 và 3.8 để mà xem nội suy. Đây.
Như vậy với công trình 15 tỷ trở xuống, ví dụ như 3 tỷ, 4 tỷ, 7, 8 tỷ chẳng hạn, 12, 13 tỷ thì đương nhiên là chúng ta không phải làm gì cả. Chúng ta chỉ lấy cái con số ở cột đầu tiên này chúng ta đưa vào thì nó giống như là cái thông tư 04 năm 2010 cũ. Tuy nhiên với công trình từ 15 tỷ trở lên, 17, 18 tỷ, 25, rồi 100, mấy trăm tỷ đấy, thì chúng ta phải nội suy dựa trên các con số này. Rồi, một vấn đề nảy sinh là gì? Là cái tỷ lệ phần trăm chi phí chung này nó dựa trên chi phí dựng trước thuế trong tổng đầu tư. Và bây giờ chúng ta xem lại cái công thức tính toán ở bảng 3.1 chẳng hạn. Bảng 3.1 tính dự toán chi phí dựng. Chúng ta thấy là chi phí chung ở đây là bằng T nhân tỷ lệ là C ở đây. T chúng ta biết rồi là tiền vật liệu những công máy chúng ta biết rồi. Tỷ lệ chúng ta chưa biết, có nghĩa là C ở đây chưa biết. Tiếp theo, thu nhập chịu thuế trước, ký hiệu là TL thì bằng là T cộng C nhân một cái tỷ lệ ở bảng 3.9 thì là tỷ lệ này đã biết rồi. Tuy nhiên thì ở đây vấn đề là T biết rồi nhưng mà C chưa biết, dẫn tới là T cộng C nhân tỷ lệ ra TL là chúng ta chưa biết nốt. Do C ở đây chưa biết, mới đại có ba đại lượng là T, C và tỷ lệ biết rồi, T biết rồi nhưng C chưa biết, dẫn tới là TL thì chưa biết nốt. Tiếp theo, chi phí trước thuế là T cộng C cộng TL là G ở đây. Đấy, trước thuế là G thì trong ba cái đại lượng này thì chỉ có mỗi T là trực tiếp phí vật liệu công máy chúng ta biết, còn C và TL chúng ta chưa biết, dẫn tới là cái G này chúng ta chưa biết nốt. Như vậy, Bộ Xây dựng đang bảo chúng ta là nội suy cái tỷ lệ phần trăm của chi phí chung chưa biết, dựa trên cái chi phí xây dựng G này chưa biết nốt. Điều này hơi khó. Mở rộng nữa, nếu một dự án của chúng ta lại có nhiều công trình, tôi lấy ví dụ một cái dự án gồm có 3 công trình là công trình dân dụng là 1 này, công trình giao thông là 2 này và công trình hạ tầng kỹ thuật là 3. Mới như vậy thôi thì chúng ta mỗi một công trình trong một cái dự án đó thì chúng ta lại phải có một cái bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng này. Và mỗi một công trình nó sẽ ra một cái chi phí xây dựng trước thuế riêng của nó ở đây. Và Bộ Xây dựng yêu cầu phải lấy cái G trước thuế của công trình dân dụng cộng với G trước thuế công trình giao thông cộng G trước thuế của công trình hạ tầng kỹ thuật để cộng lại, sau đó lấy con số đó ấy, con số tổng đó ấy, nội suy thì mới ra là cái tỷ lệ này. Điều đó lại càng khó. Vâng, rất là khó để chúng ta làm bằng tay, bởi vì tất cả các thứ đều chưa biết cả. Tuy nhiên, tôi chỉ nêu vấn đề để chúng ta hiểu cách luật mới như thế nào và chúng ta hiểu cái sự phức tạp của nó. Tuy nhiên các bạn đừng lo, đừng có lo lắng gì cả, bởi vì tất cả những cái đó, tính tỷ lệ phần trăm này, tính ra là cái G này cho cả một cái dự án gồm có 3, 4, 5 công trình to vật cũng không có vấn đề gì cả. Các bạn đừng lo, vì phần mềm dự toán G8 đã tính toán toàn bộ cái chi phí đó cho các bạn. Tôi lấy ví dụ, tôi có một công trình như thế này. Tôi giả thiết là tạm thời trước mắt tôi có một cái dự án của tôi chỉ có một công trình dân dụng thôi, và lát nữa tôi sẽ đưa thêm một số công trình giao thông thủy lợi sau. Các bạn vào menu công trình, hệ số chi lắp, các bạn chọn loại hạng mục là xây dựng. Tiếp theo các bạn chọn nhóm công trình, thì các bạn phải chọn nhóm công trình nó đúng, ví dụ nhóm công trình dân dụng hay là công trình công nghiệp hay là giao thông hay là hầm giao thông hay là duy tu sửa chữa đường bộ đường thủy hay là nông nghiệp phát triển thôn hay là đào đất thủ công vân, thì tất cả có 11 nhóm ở đây. Có thể sau này thì chúng tôi sẽ bổ sung thêm một số nhóm, nếu như mà luật mà các bộ hoặc bộ xây dựng ban hành thêm chúng tôi sẽ bổ sung thêm đây. Tuy nhiên nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải chọn cái nhóm công trình cho nó đúng trong các cái một trong những các nhóm này, bởi vì nếu chúng ta chọn sai, ví dụ công trình của chúng ta là công trình công nghiệp mà chúng ta lại chọn dân dụng chẳng hạn, thì cái hậu quả là gì? Là nó sẽ nội suy ở cái bảng 3.7, nó nội suy ở đây là chúng ta nó nội suy sai, bởi vì đáng ra nó là công nghiệp thì nó phải là nằm trong cái dòng này thì nó nội suy ở dòng này chẳng hạn thì sẽ sai đó, cho nên là chúng ta phải chọn cái nhóm công trình ở đây cho nó đúng đấy. Và chúng ta phải tích vào cái tự nội suy tỷ lệ phần trăm chi phí chung đấy. Thì phần mềm sẽ tự nội suy cho các bạn, chúng ta bấm chấp nhận đấy. Tiếp theo chúng ta sang cái phần mà bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng để chúng ta tính. Thì ở đây G8 đã tính ra chi phí chung, tôi bôi một cái màu để chúng ta dễ quan sát, và chi phí trước thuế, xây dựng trước thuế chúng ta bôi một màu khác để chúng ta dễ quan sát. Thì G8 đã tính ra được cái tỷ lệ phần trăm chi phí chung là 6,4378%, và nó tính ra được cái chi phí dựng trước thuế là 25 tỷ 573 triệu ở đây.
Bây giờ chúng ta kiểm tra chiều xuôi xem là công thức tính nó đúng hay không. Và lát nữa chúng tôi sẽ kiểm tra chiều ngược xem là với cái chi phí dựng trước thuế này thì nó có ra được cái phần trăm này hay không. Chúng ta kiểm tra. Chi phí chung nó bằng trực tiếp phí T nhân phần trăm ở đây. Thu nhập thuế trước ở đây thì nó bằng T cộng với C nhân 5,5% ở đây. Trước thuế thì nó bằng ba cái là trực tiếp phí là T cộng với chi phí chung là C và thu nhập thuế trước là TL ở đây. Như vậy công thức tính toán của nó đúng. Như vậy chiều xuôi nó đúng rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải kiểm tra xem là với cái tổng đầu tư nó tính được ở đây thì có đúng là sẽ ra được cái tỷ lệ phần trăm chi phí chung là 6,4378% đây không? Có nghĩa là tôi làm kiểm tra chiều xuôi nó đúng, tôi kiểm tra ngược lại nó đúng. Vậy thì có nghĩa là cái kết quả 6,43% này đúng và cái tất cả con số này đúng toàn bộ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra với cái này thì xem là cái phần trăm có đúng là như này không. Ok. Bây giờ tôi quay trở lại cái trang web của dự toán G8 là dự toán G8.com. Các bạn nhập vào cái thanh địa chỉ là www.dutoangtoan.com ở đây. Chúng ta vào một tin tức. Thì tôi nói thêm một chút là cái tin tức này thì công ty có hướng dẫn rất nhiều những cái video hướng dẫn ở đây. Ví dụ tính cước vận chuyển làm sao chẳng hạn. Rồi là tính cái đơn giá nhân công. Rồi tính lương thợ lái máy theo thông tư 05/2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn thì là đâu chẳng hạn, thì chúng tôi có những cái thay đổi như thế nào này, thao tác hướng dẫn trực tiếp trên video, chúng ta bấm đây chúng ta mở video chúng ta xem. Đấy, rồi là thao tác bằng hướng dẫn bằng text ở đây và các cái lưu ý như thế nào chúng tôi hướng dẫn chi tiết đây thì các bạn xem thêm. Tuy nhiên nhiệm vụ của tôi đang nói về chi phí chung thì cái này chúng tôi để ở trang thứ hai. Sau này thì khi có nhiều bài viết mới thì có thể là cái bài viết là dự toán G8 đã cập nhật thông tư 06/2016 có thể nó sẽ xuống vị trí sau này và thậm chí nhiều quá nó có thể sang số 2, số 3, số 4 vân vân. Bây giờ tôi mở cái hướng dẫn này ra xem. Thì đây là một cái hướng dẫn video để mà hướng dẫn về cái sự khác nhau giữa thông tư 06/2016 mới với cả thông tư 04/2010 cũ, thì các bạn có thể bấm vào cái video hướng dẫn này để xem chi tiết. Đây là một video hướng dẫn rất tổng quát và nó lên đến cỡ hình như 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng gì đó. Thì các bạn bấm vào đây để mà xem. Ở đây thì chúng tôi chỉ viết một cách chung chung ở đây, nó không được chi tiết. Chi tiết thì chúng ta phải bấm vào video xem, có cả hình ảnh, cả âm thanh, cả những cái chứng minh chi tiết cho các bạn. Nó rõ hơn là đây chỉ là những cái tóm tắt thôi. Và đây là cái thao tác phần mềm. Ok. Cái mà tôi quan tâm là cái việc nội suy tỷ lệ phần trăm chi phí chung. Vâng, chúng tôi đã tạo ra một cái file Excel và chúng tôi lên mạng và chúng ta tải cái file này về. Save as. Rồi để ở trong thư mục này. Cái file này save. Và nó đã tải xong rồi chúng ta. Bây giờ chúng ta mở thư mục ra chúng ta xem. Đây là file nén thì các bạn có thể nháy phải vào. Xong các bạn nếu các bạn đã cài Win ra thì nó hay có extract key ở chỗ nó khoảng này này. Thì các bạn bấm vào đó để giải nén ra, còn tôi không có, tôi bấm open. Tôi copy. Sau đó thì tôi paste nó vào đây. Bây giờ tôi mở file này ra. Thì đây là một file mà chúng tôi hướng dẫn cái việc là nội suy chi phí chung. Tất nhiên hướng dẫn này là đã có cái chi phí xây dựng trước thuế rồi nhé, chứ không phải nó chưa có thì chịu. Thì đây là cái bài toán xuôi, có nghĩa là đã có chi phí xây dựng trước thuế rồi mà dựa theo những cái tỷ lệ phần trăm mà Bộ Xây dựng đã cho ở đây, ở cái bảng 3.7 tỷ lệ phần trăm có ở đây thì chúng ta nội suy ra cái tỷ lệ phần trăm ở đây tương ứng. Ví dụ như 15 đến 100 tỷ thì ở cột này, 100 tỷ, 500 tỷ ở cột này, vân vân. Và bây giờ công trình của chúng ta sang bên, vì nó có một hạng mục cho nên là cái chi phí dựng này là 25 tỷ 513 triệu. Nó trùng với cả cái con số này. Chúng ta copy con số này. Chúng ta paste sang đây. Paste sang cái giá trị nó ở đây, paste nó vào. 25 tỷ 513 triệu. 25 tỷ thì nó nằm trong khoảng này. Đấy. Và lúc nãy tôi đã chọn cái công trình của tôi, công trình dân dụng, thì tỷ lệ nó tra ra được. Nó có công thức các bạn xem. Công thức tính toán của nó chúng ta xem ở đây. Đây, chúng ta xem công thức tính toán của nó. Các bạn có thể tải về các bạn xem lại công thức sau. Để cho tiết kiệm thời gian thì chúng ta xem kết quả của nó là 6,4378%. Chúng ta kiểm tra bên này cho có đúng không. Đây, chúng ta đã G8 đã tính ra cũng như thế là 6,4378%. Không có sai gì cả. Đó. Như vậy, tôi đã kiểm tra theo chiều ngược là với tổng mô tư bằng này.
thì tỷ lệ phần trăm nó bằng này. Và chiều xuôi, lúc nãy tôi đã nói rồi là với tỷ lệ phần trăm như thế này thì nó tính ra là chi phí chung như này. Đấy, thu nhập thuế trước tính đúng công thức và thuế chi phí trước thuế đúng công thức nó ra được như này. Như vậy, chiều xuôi nó tính đúng công thức, đúng con giá trị. Chiều ngược nó dựa trên cái này để tra ngược lại cái này thì chúng ta thấy rằng đều khớp nhau. Như vậy, kết quả là 6,4378% này. Đấy, và con số này, tất cả con số này là đúng hoàn toàn. Đó. Vừa rồi thì công trình của tôi là chỉ có một cái dự án của tôi chỉ có một công trình là công trình dân dụng. Rồi có cái này là di chuyển máy móc thiết bị, thế này là hạng mục chung, đó là cầu thắt là hạng mục chung. Bây giờ tôi thêm một hai cái công trình nữa trong cái dự án này. Tôi ví dụ một tôi thêm một cái công trình thứ hai bằng cách là tôi gõ ở cột mã số đơn giá, mã là HM, tên là phần đường công trình giao thông. Đó. Bây giờ tôi cũng nhập một số cái đầu việc như bình thường. Để tôi lấy ví dụ chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ tất cả những số liệu ở đây chỉ mang tính chất minh họa. Số này to quá chăng? Tôi cho vừa thôi. Ồ, khá là to rồi. Ồ, to quá. Chỗ này quá nhiều nhân công. Ồ, tôi phải giảm đi bớt một chút. Tất nhiên khi các bạn làm thì các con số rồi các cái đầu việc ở đây, các khối lượng đây là khối lượng thực của bạn. Đây tôi chỉ ví dụ để mà chúng ta xem là cái công trình, cái dự án mà nó tính có nhiều hạng mục, có nhiều nhiều công trình trong một dự án thì nó sẽ thể hiện ra làm sao. Tôi cho một cái công trình nữa trong dự án của tôi, mã là HM. Tất nhiên cứ khi mà thêm một công trình hay một cái hạng mục mới thì các bạn cho tôi mã là HM. Tên tôi ví dụ như là phần thủy lợi. Tôi nhập một số đầu việc. Ở đây thì tôi nhập tương đối thôi chứ không cần chính xác lắm để cho chúng ta lấy số liệu thôi. Đấy, và phần thủy lợi nó như thế này. Và bây giờ tôi cần khai báo cho hai cái công trình mới trong dự án của tôi. Chỗ này là giao thông, chỗ này là thủy lợi. Ok, tôi vào công trình hệ số chi lắp. Tôi chọn cái để vào đây. Tôi chọn loại hạng mục là xây dựng, đúng rồi. Chứ nó không phải nhà tạm, nó không phải hạng mục chung, đúng rồi. Tôi chọn nhóm công trình. Ví dụ đây là công trình giao thông. Tiếp theo tôi bấm vào cái hạng mục phần công trình thủy lợi và tôi chọn đây là công trình nông nghiệp phát triển nông thôn. Tôi bấm chấp nhận. Và tôi vẫn để tự nội suy. Đấy, chấp nhận. Bây giờ tôi sẽ qua đây để tôi xem là nó tính thế nào. Bây giờ cái tỷ lệ phần trăm của tôi nó đã thay đổi. Lúc nãy tôi nhớ là bên Excel tôi đã tính là nó chỉ có 25 tỷ thôi, cho nên nó là 6,4378. Và bây giờ nó đã đổi thành 6,14519. Đó. Và công trình giao thông của tôi nó là 5,14519. Và công trình thủy lợi của tôi, nông nghiệp nông thôn tôi là cũng là tương tự như vậy. Như này. Và bây giờ vì trong cái công trình của tôi nó có trong dự án của tôi nó có 3 cái công trình, một là công trình dân dụng, hai là công trình giao thông và ba là công trình thủy lợi. Cho nên nó liệt kê chi phí trước thuế của 3 cái công trình đó trong một cái dự án và tổng nó ở đây. Đấy, như vậy. Trong cái công thức mà Bộ Xây dựng hướng dẫn về tính tỷ lệ phần trăm chi chung
Tôi nhắc lại là chi phí dự trữ thuế, à chi phí chung này, này thì là nội suy dựa trên chi phí dự trữ thuế trong tổng đầu tư của dự án, của dự án chứ không phải của công trình. Cho nên là chúng ta phải hiểu rằng nó lấy con số tổng của các công trình trong một dự án ra đây. Đấy, nó dùng hàm sum có hàm tổng đây để ra được cái con số 75 tỷ ở đây. Đó. Thế bây giờ chúng ta phải kiểm tra ngược lại với 75 tỷ 316 triệu 966 nghìn đây sang với Excel. Chúng ta kiểm tra xem các tỷ lệ phần trăm mà nó nội suy ở đây có đúng hay không. À, bây giờ chúng ta copy cái con số này sang Excel, copy 75 tỷ 316 triệu tôi để vào đây, tôi paste lại vào đây. Paste 75316. Rồi ok, bây giờ chúng ta kiểm tra công trình thứ nhất của chúng ta là công trình dân dụng là 6,14519%. 6,14519% đúng chưa? 6,14519%. Tiếp theo tôi kiểm tra công trình giao thông. Đây, chi phí chung đây. Cái công trình giao thông đây thì tỷ lệ phần trăm đây. 5,14519%, chúng ta kiểm tra xem có đúng không. Công trình hầm, công trình giao thông đây rồi. 5,14519%. Đó. Tiếp theo chúng ta kiểm tra công trình là công trình nông nghiệp phát triển nông thôn cũng là 5,14519%. Đây, công trình thủy lợi của tôi đây. Cũng là chi phí chung ở đây cũng là 5,14519%. Đó. Như vậy chốt lại thì là G8 đã tính toán mà nội suy tỷ lệ phần trăm chi phí chung của một cái dự án gồm có 3 công trình, là công trình xây dựng dân dụng, công trình đường giao thông và công trình nông nghiệp phát triển nông thôn hay là thủy lợi đấy ạ. Và nó tính ra được cái tỷ lệ phần trăm rất là lẻ, chúng ta thấy ạ, đây là 5,14519, tức là 5 chữ số sau phẩy hay là trên này. Thì công trình dân dụng phần xây dựng đây thì nó cũng là nó để là 5 chữ số phẩy, 6,14519% ở đây. Cái số lượng bao nhiêu số phẩy chúng ta đặt nó nằm, nó do là chúng ta đặt cấu hình làm tròn số học và làm tròn hệ số, chúng ta để là 5 chữ số sau phẩy. Cho nên là ở đây nó sẽ có 5 chữ số sau phẩy chúng ta. Và tôi nghĩ rằng là 5 chữ số sau phẩy là quá chính xác rồi. Có lẽ chắc cũng không ai cần hơn đâu ạ, bởi vì có thêm 1 2 số sau phẩy nữa thì cái số tiền này nó cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm. Và như vậy tôi đã vừa chứng minh cho các bạn rằng là G8 đã làm một việc tưởng chừng như không làm được, là xác định được cái chi phí dự trữ thuế để ra được cái tổng chi phí dự trữ thuế của cả dự án và dựa trên cái tổng đó để tính ra được cái tỷ lệ phần trăm này. Và điều hay nữa là khi chúng ta kiểm tra cái tỷ lệ phần trăm này, chúng ta trên file Excel mà chúng ta đưa cái tổng đó vào đây thì tất cả con số này nó khớp với chúng ta. Và khi chúng ta tính xuôi lại thì chúng ta lấy các trực tiếp phí, chúng ta nhân phần trăm này nó ra con số này, rồi chúng ta lấy hai cái này cộng với nhau nhân 15% nó ra các con số này. Như vậy các con số tính theo chiều xuôi đúng và tính theo chiều ngược là dựa theo con số nó đã tính ra đây. Chúng ta nội suy dựa trên cái này, chúng ta nội suy ra tỷ lệ phần trăm ở đây nó đúng. Như vậy là điều đó có nghĩa rằng là chúng ta kiểm tra xuôi đúng, kiểm tra ngược đúng thì có nghĩa là cái tỷ lệ phần trăm ở đây là đúng. Tỷ lệ phần trăm ở cái phần thủy lợi này 5,14519% đây là đúng. Đó. Vừa rồi tôi mới hướng dẫn là cái việc phần mềm dự toán G8 tự nội suy cái tỷ lệ phần trăm theo chi phí dự thuế. Đó là khi chúng ta làm dự toán. Đấy. Thế còn tuy nhiên đối với các nhà thầu xây lắp thì sao? Thì lúc đó là chủ đầu tư phải đưa ra cái con số chi phí xây dựng trước thuế trong tổng đầu tư của họ, hoặc cái phương án đó nó không khả thi thì họ sẽ phải không khả thi vì lý do là khi họ mời thầu thì họ cũng phải giấu các con số này, chứ họ không thể công bố các con số này ra được. Vì một cái dự án của họ cũng có 3 công trình như này và họ chia làm 3 gói thầu khác nhau, mỗi gói thầu họ lại mời một số nhà thầu tham gia khác nhau thì họ không thể công bố các con số này được. Cho nên cái phương án 1 mà họ công bố con số này thì phương án đó khả năng là thấp, không xảy ra hoặc là rất là thấp. Cho nên trong cái hồ sơ mời thầu thì có lẽ là chúng ta phải có một cái chủ đầu tư sẽ phải đưa ra một cái tỷ lệ phần trăm chi phí chung lớn nhất maximum có thể. Ví dụ như là họ cho chúng ta là cho các nhà thầu trong cái hồ sơ mời thầu họ cho là 5,78%, đấy là con số max mà các nhà thầu được.
Các nhà thầu có thể là để 5,78% hoặc có thể thấp hơn con số đó. Đó là việc của nhà thầu. Vì đó là chi phí quản lý và điều hành của doanh nghiệp thi công, cho nên là họ độc quyền là có thể là nhỏ hơn hoặc bằng cái con số maximum mà chủ đầu tư đưa ra. Và tôi giả thiết rằng cái kịch bản thứ hai là kịch bản được xảy ra, có nghĩa là chủ đầu tư cho sẵn các bạn cái tỷ lệ phần trăm. Và lúc này thì các bạn sẽ không cần đến G8 phải nội suy cho các bạn cái tỷ lệ phần trăm như này. Thì các bạn làm thế nào? Trong hợp này thì chúng ta sẽ phải vào menu công trình, hệ số chi phí lắp. Và chúng ta sẽ, tôi lấy ví dụ bây giờ từng công trình một, chỗ này không phải là 6,14% mà chủ đầu tư phải chỉ có cho là 5,78%. Đấy, thì khi chúng ta gõ tỷ lệ vào đây thì G8 đã tự động bỏ cái tích tự nội suy tỷ lệ phần trăm chi phí chung đi. Và các bạn đừng tích vào đây thì G8 ấy không tự nội suy, còn nếu bạn tích vào đây thì cái con số này nó sẽ lờ đi và nó tự nội suy. Đấy, cho nên chốt lại là chúng ta sẽ khi chúng ta điều chỉnh cái hệ số mà chúng ta mong muốn thì chúng ta gõ ở đây, và đồng thời là chúng ta bỏ, nó đã tự bỏ ở đây thì chúng ta cứ kệ nó chứ đừng có tích vào. Công trình giao thông, ví dụ ở đây chủ đầu tư cho là 4,78%. Tôi ví dụ các cái đuôi nó giống nhau để lát chúng ta kiểm tra cho dễ. Công trình thủy lợi họ cũng cho là 4,78%. Và chúng ta bấm chấp nhận. Và tất nhiên tất cả những thứ này thì không còn cái tự nội suy nữa. Chỉ còn mỗi khảo sát là tự nội suy thì chúng ta bỏ qua. Bây giờ chúng ta quan tâm phần xây dựng này, phần giao thông là không nội suy nữa này, phần thủy lợi là không nội suy nữa, và chúng ta bấm chấp nhận. Khi đó đến phần dự toán thì các cái tỷ lệ nó cũng là, ví dụ công trình phần dân dụng là 5,78% thì nó vẫn là 5,78% như chúng ta yêu cầu chúng nó. Công trình giao thông ở đây nó cũng là 4,78% là đúng theo yêu cầu của chúng ta. Và công trình thủy lợi nó cũng là 4,78% chi chung đây theo đúng ý chúng ta. Và bây giờ đang nói về làm thầu thì tất nhiên họ sẽ quan tâm đến cái chiết tính và cái dự thầu. Chúng ta xem chi phí chung ở đây là 5,78% đối với công trình là dân dụng. Đối với công trình thủy lợi ở đây chẳng hạn thì chi phí chung công trình thủy lợi, phần thủy lợi đây thì chi phí chung nó cũng là 4,78%, là cái hệ số mà chúng ta yêu cầu phần mềm. Đây, 4,78% thủy lợi và 4,8% giao thông, cũng như là 5,78% đối với xây dựng. Thì chúng ta yêu cầu như nào, nó làm như vậy. Và chốt lại là khi chúng ta yêu cầu chúng ta điền vào đây và chúng ta không được tích vào đây. Đấy, và mặc định G8 đã bỏ tích đi cho các bạn rồi. Đó. Thế như vậy là chốt lại thì có lẽ là trong hồ sơ mời thầu thì chủ đầu tư phải cho các bạn một cái tỷ lệ phần trăm xác định, và các bạn được quyền là cho cái tỷ lệ phần trăm chi phí chung nó nhỏ hơn hoặc bằng cái con số mà chủ đầu tư đưa ra. Còn tuy nhiên nếu trường hợp mà chủ đầu tư mà lại không đưa ra cái tỷ lệ phần trăm chi phí chung này thì có lẽ chúng ta phải gửi văn bản để yêu cầu họ cung cấp cái tỷ lệ phần trăm mà họ cho phép chúng ta được là bao nhiêu, là tối đa. Còn nếu trường hợp nữa lại không có cái, họ không có văn bản trả lời là cái tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu, thì có lẽ chẳng có cách nào khác là chúng ta lại phải vào menu công trình, hệ số chi phí lắp, sau đó tất cả cái phần này, đấy, phần này và phần này chẳng hạn, thì chúng ta lại phải tích vào là tự nội suy. Đó, sau chúng ta bấm chấp nhận. Thì khi đó G8 sẽ phải tự tính lại, ví dụ công trình thủy lợi đây là như nãy tôi đã nói là 5,14, 5,19%, hoặc là cái công trình dân dụng ở bên trên, phần dân dụng thì nó lại phải tính cái, nó tự nội suy tỷ lệ phần trăm là 6,14, 5,19% như tôi đã hướng dẫn phần trước. Đó, tuy nhiên tôi cho rằng cái kịch bản mà họ không cho chúng ta tỷ lệ phần trăm chi phí chung mà chúng ta phải tự nội suy thì có lẽ kịch bản đấy cũng có, nhưng mà cái xác suất nó sẽ không cao. Đó. Tuy nhiên thì dẫu là chủ đầu tư có cho tỷ lệ phần trăm hay không, có cho cái tổng chi phí dựng trước thuế trong tổng đầu tư hay không, đấy, thì hay là tự chủ đầu tư yêu cầu chúng ta phải tự nội suy, thì phần mềm G8 đều có thể giúp các bạn làm được việc đó thông qua, tôi nhắc lại là vào menu công trình, hệ số chi phí lắp. Đấy, nếu mà yêu cầu tự nội suy thì chúng ta tích tự nội suy, còn nếu không yêu cầu tự nội suy thì chúng ta chủ động điền cái tỷ lệ phần trăm mà họ cho phép chúng ta điền vào đây. Và tất nhiên là lúc đấy thì G8 đã tự động bỏ cái tự nội suy cho các bạn. Ok. Như vậy với cái video của ngày hôm nay thì tôi đã hướng dẫn các bạn mấy cái phần rất quan trọng, đó là cái sự khác nhau giữa cái chi phí chung,
trong thông tư 06/2016 mới là phải nội suy nếu như trên 15 tỷ. Và phần nội suy khá phức tạp vì là chưa biết chi phí dựng trước thuế, nhất là một cái dự án này gồm có nhiều công trình như là dây xây dựng, giao thông, thủy lợi. Đó. Và tôi đang dẫn các bạn là cái cách để mà điều chỉnh cái tỷ lệ này nếu như chủ đầu tư cho chúng ta sẵn mà chúng ta không phải nội suy thì làm thế nào. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, theo dõi cái video hướng dẫn này của chúng tôi. Tôi rất mong được gặp lại các bạn trong những cái video sau này. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn.